Thấy gì từ lời kể của một cựu binh Mỹ? Tôi muốn gửi câu chuyện của cựu binh Mỹ Thomas Winver, người đã 44 lần đến Việt Nam, tới một số người ở Mỹ và phương Tây cứ lải nhải điệp khúc: Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Ở Việt Nam đã có câu ngạn ngữ: không gì bằng tài nghề mắt thấy, thì câu chuyện dưới đây có lẽ giúp các ngài điều chỉnh được cái điệp khúc đã nhàm tai chăng? Điều thú vị là chuyến đi thứ 44 này đến Hà Nội đúng vào mùa Giáng sinh, với tất cả các tư liệu nghiên cứu về Việt Nam hơn 4 thập niên. Thomas Winver nhớ như in là vào tháng Chạp năm 1972, Mỹ đã dùng hàng chục pháo đài bay B-52 cùng nhiều thần sấm, con ma, dội bom ào ạt xuống Hà Nội liên tục 12 ngày đêm, bất kể đó là lúc có mùa Giáng sinh thiêng liêng, nhằm đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Hàng nghìn người dân vô tội ở phố Khâm Thiên, uy nỗ, bệnh viện Bạch Mai bị bom vùi, nhà sập. Vậy mà những nhà lãnh đạo nước Mỹ vẫn cao giọng giảng giải khắp thế giới về cái gọi là cần tôn trọng dân chủ, nhân quyền. Thomas Winver có cha là phi công đã tham gia ném bom ở miền Bắc Việt Nam, bị bắt làm tù binh và giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò, nằm ngay trung tâm Hà Nội. Năm 1973, cha ông được trở về Mỹ đã kể với ông và bạn bè về cách đối xử nhân đạo của Việt Nam trong nhà tù. Ông còn lưu giữ lá thư của cha viết tại Hỏa Lò: các con hãy giữ tình yêu thương và đừng lo lắng, bởi cha vẫn ổn, được cho ăn uống đầy đủ, vẫn tập thể dục thể thao. Ông nhắc các con hãy kiên nhẫn chờ đợi, cầu mong hòa bình sớm đến và đừng lo lắng điều gì. Có một nhận định của cha mà 44 lần đến Việt Nam, thăm nhiều nơi, gặp nhiều người, ông càng thấm thía điều tổng kết của cha: người Việt Nam không căm thù nhân dân Mỹ, mà chỉ phản đối chính quyền Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh gây chết chóc đối với người dân Việt Nam và cả binh lính Mỹ. Ông thấm thía câu ngạn ngữ Việt Nam: đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại. Cách đây 3 tháng, Việt Nam đã đón Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm. Lãnh đạo hai nước đã ký kết nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, có lợi cho cả hai nước, hai dân tộc Việt-Mỹ. Điều đó khích lệ ông cùng với Jerry Lantiker sớm xuất bản cuốn sách Tù binh bất đồng chính kiến, từ nhà tù Hỏa Lò đến nước Mỹ hôm nay. Thông qua cuốn sách này, tác giả muốn cung cấp thông tin giúp người Mỹ và dư luận thế giới hiểu được sự thật về cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975. Vì sao làn sóng chiến tranh lại bùng nổ ngay trong lòng nước Mỹ? Và vì sao một đất nước còn nghèo nàn lạc hậu lúc đó lại dũng cảm chiến đấu và chiến thắng đội quân với binh hùng tướng mạnh, với vũ khí hiện đại tối tân? Một kết luận sâu sắc và thú vị: người Việt Nam có phẩm chất tháo vát, nhanh nhẹn, lạc quan, yêu đời, rất cởi mở chia sẻ tinh thần với những ai có thiện chí. Trong khi đó, văn hóa Mỹ được xây dựng quanh nỗi sợ. Đó cũng là nguyên nhân khiến đất nước ông có tỷ lệ sở hữu súng rất cao, do xuất phát từ nỗi sợ nên rất dễ tìm giải pháp bằng chiến tranh. Có lẽ chẳng cần bàn thêm nữa vì cái lý sự buộc tội: Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, Việt Nam đàn áp bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Nếu các ông hay xuyên tạc, thổi phồng, hãy đến Việt Nam chứng kiến mùa Giáng sinh an lành, ấm áp năm 2023 này. Từ miền núi cao Hà Giang đến tận Cà Mau, một Giáng sinh đã thành của mọi người, mọi nhà, cùng nuôi khát vọng xây đất nước hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc. Các ông sẽ hiểu rõ thực chất vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.